làm đi bộ, có bạn đi cùng đây. Đi, về đi. Mèo đáng yêu. Đi bộ cả cây số vẫn đi theo đi nào. Thế đấy. Nhớ ở đây xuống mương ướt đấy. Mèo. Thế. Lại còn nằm đấy, đi tiếp nào nha anh. Đi. Mèo. Mèo ta. Nhanh nhanh con về nào, muộn rồi. Như chó, chó không đi theo hoàng. Đấy. Bạn sao nó đi ấy? Đi. Em không bắt được đấy. Nhanh nhanh nhanh. Về đi. Dài như này mà cứ đi theo rồi này. Đi một bên, nào đi một bên, chặn hết cả đường xá không cho ai đi nữa rồi. Xe, anh xe khúc hết. Dốc rồi. Về nhà rồi, mau lên mèo. Đi. Nhanh. Nhanh 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 nhanh. Nhanh chạy về trước đi. Mệt quá. Quá làm phà đây à. Mệt hả? Mệt quá. Mệt quá. Mệt quá. Đi nhanh sắp đến nhà rồi. Đi.
Mệt quá. Ôi thôi mệt quá. Rồi ta bế mày nào. Ôi trời ơi mệt quá. Tim đập thình thịch. Đi bộ cây số, hơn một cây số. Bó tay bạn mèo này. Mèo thật là dũng cảm. Thật là hay. Đi bộ tận một cây số, hơn một cây số tất cả. Đi cà phê về gần đến nhà thì mệt quá. Mày tới mức không đi được nữa, phải nằm, chú phải bế. Đây, nằm đây. Ôi giời ơi, mệt nhé. Đấy. Rồi nhá. Hẹn hôm khác.